Sợ bảy mấy giây. Đẹp quá à, nắng lên kìa. Nha, hơi gần nha, này gần quá. 2 mét lận. Thằng này nó được cái là nó lên mấy bộ tem nhìn ok lắm. Chọn lọc đủ lắm á. Chọn lọc đủ. Nói hôm nay là hết được gặp nhau rồi, tranh thủ đi. Đúng rồi. Tháng đó, nửa tháng mới gặp nhau. Bị lết trong anh luôn mà. Hai con bị lết luôn. Con lần sau mà kiếm được màu giống vậy hay vậy? À? Kiếm được màu bilet luôn. Nhìn ghê. Ít thấy à. Không mất em bồi. Cái đó sơn mấy hồi, lấy sơn bóng tay sơn mấy hồi. Cả mấy cái xong. Lấy sơn vào cái kim tiêm bơm. Bơm vào cũng được. Đẹp quá, màu này đẹp quá. Này chạy với GS được. Nhưng mà bị cái con này tem nhám. Con ghế tem bóng. Đi đeo cái vòng nhìn chói mắt, mày nó đen mà còn đeo màu hồng. Dạo đấy. Rồi xoay. Nó tem anh làm là tem nhám nữa, đúng bài luôn. Ủa mà nó xịt sao bay hết chữ em bồi nhờ. Xịt mạnh lắm đúng không? Em mới rửa xe ở nhà không? Sao mình bay hết chỗ Rainbow luôn? Còn chữ Rainbow. Rainbow, Rainbow. Hả, à, cá gắt quá. Còn gì để nói. Cá tưởng là một cái gọi là. Nhưng mà thà là cái máy nó phải thay đổi cơ. Nó mạnh hơn thôi chứ mình cũng đã cảm nhận được cái khúc đó đúng không? Mình leo lên chạy y chang cá cũ đúng không? Đúng không? Được cái cốp rộng. Đi không mà xịt bọt lắm, nó khen được cái cốp rộng. Để quyền cao khoét cái này luôn á. Bị ghê. Mua xe mới chỉ để cái cốp thôi, để cái cốp thôi. Khỏi khỏi sần thay sườn nhôm. Hả? Không thay đó. Ừ. Thấy. Chưa có đèn đuôi thôi. Lâu á, mô tô cái kết à? Mô của TST. À, TST. Nó chưa bán. Còn cái này là xe dễ hơn. Xe này ra được hơn 5 rồi mà, 2 năm rồi. Đúng rồi. Xe mới đời đầu mà. Đời này là 2 năm rồi. 2019. Gần 2 năm rồi đấy, dễ sợ chưa? Gần 2 năm. Năm 11 đúng không? Ừ. Đúng rồi. Lấy đời đầu mà đúng không? Đúng rồi, lấy đời đầu. Kính gió carbon luôn nè. Wood. Đúng rồi, nếu mà diễn ra là đúng đấy. Đúng đợt Cần Thơ. Tối hôm trước là lễ bàn giao xe các thứ là sáng hôm sau là mới ông bơm Cần Thơ. Xong mà cái bơm về. Thôi anh em đi dạo chứ hóng gió đi. Chạy từ với mày. Chạy từ mà. Đi sao. Quá đã.
nè, bên mới bán cho Khôi đó. Đó, rất là đẹp nha, xài được hai kiểu ba lô với lại cái đó luôn. Anh em ơn thì anh em hãy truy cập vào link bên dưới nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Cho hai ông nhé, hai ông muốn đi đâu cũng được. Mới đọc lại thông báo thì sau ngày 9 thì sẽ không được ra khỏi nhà nếu không có lý do chính đáng. Cho nên cái chuyện mà Vinh quay vlog sẽ là cái chuyện không bao giờ có rồi. Hẹn gặp các bạn 15 ngày sau để chúng ta cùng xem những cái vlog về xe nha. Tạm thời thì chúng ta sẽ quay những vlog về như là cây nè, cây cảnh nè, rồi tập thể dục, rồi về máy tính nè, vân 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 vân. Chứ về xe thì thôi, chúng ta tạm dừng thôi, và chấp hành các bạn ạ. Không có ra đường được. Chứ mà bây giờ để nó kéo dài nữa là cũng không có được các bạn ơi, 2 tháng rồi. Dễ sợ chưa? Vespa dẫn đường, Vespa 300 dẫn đường. Trong nhà ngột ngạt lắm nhưng mà đỏ hơn. Cho chúng ta chỉ chịu khó ở nhà nha.
dễ sợ, bảy mấy giây. Còn đợt hàng của các bạn ngày tí nữa về mình sẽ làm, mình cho gửi đi luôn cho nó lẹ. Đi mua nước đi, đi 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 luôn, đi luôn. Mua nước đó là hoàn lại. Cho anh đứng suối nha, suối nha. Đứng uống nước. Hả? 2 mét chưa? Ở nhà bình thường con làm cái gì? Chơi game hả? Chơi game. Ngày mai là hết đêm vòng chơi được rồi. Đẹp quá à, nắng lên kìa. Buồn quá. Ừ, nãy thấy mà. Sao vậy? Bị bên kia bị rớt cái ốc ra, rớt ra ngoài luôn. Á trời ơi. Tiền không đấy, mấy xị đấy. Đâu, lụm lại được. Mà thôi vậy đi cho nó hết dịch lẹ. 2 tháng rồi đó con. Má ghê ha. Lẹ ghê. Mấy lần trước cũng đâu có lâu vậy đâu. Thôi vô đây đứng đi. Được. Con lấy cái bung này ra nè, bấm này ra nè. Bấm này ra là thành ba lô. Mà cái ba lô nhỏ xíu à. Ừ. Đeo đi tô vừa đủ thôi. Không, con đeo đâu vừa đâu. Gì hả? Ừ. Đù. Cấm shipper mang đồ ăn về luôn. Cấm luôn rồi. Ngày mai là cấm mở mấy tiệm đồ ăn luôn rồi. Chịu. Thèm quá, giờ đang thèm nhiều món quá. Đó, tạm dừng ăn uống, dịch vụ mang về. Đó, Grab là cũng không đi được luôn rồi đó. Mình chỉ được tự đi thôi. Đúng rồi. Mình tự đi được. Ghê. Ủa xong lấy giờ một đi anh.
nay đi đi vội. Thank you.